Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình An ninh toàn cảnh và bây giờ là thời lượng dành cho bản tin 113 online. Đồng hành với bản tin 113 online ngày hôm nay là biên tập viên Thu Hương. Xin mời Thu Hương. Xin cảm ơn chị Linh Chi và Vi Anh. Kính chào quý vị. Như vậy là đến thời điểm này, toàn bộ đối tượng cầm đầu trong vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk đã bị lực lượng công an bắt giữ, tạm giữ hơn 50 đối tượng, vận động đầu thú 8 đối tượng và triệu tập làm việc một số người nghi vấn liên quan. Bước đầu đã ra lệnh tạm giữ hình sự 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, thu được nhiều vũ khí. Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng truy bắt những đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các đối tượng ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Tăng vật chứng bước đầu thu giữ gồm 4 súng quân dụng, 4 súng tự chế, 2 quả lựu đạn, 192 viên đạn các loại, 30 con dao, 9 ná cao su, 21 điện thoại di động, thẻ nhớ các loại và nhiều tài liệu chứng minh đây là một nhóm có tổ chức với nhiều hoạt động hành vi đặc biệt nguy hiểm. Trong đó có 4 chiếc điện thoại di động, chúng đem chôn giấu dưới đất 3 chiếc và đốt 1 chiếc. Y Tim Nie, kẻ dẫn đầu nhóm tấn công vào trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và giết người dân đang đi trên đường trong đêm ngày 11 tháng 6 năm 2023 thú nhận. Tôi là người đầu tiên nổ súng. Tất cả anh em của chúng tôi đã bắn hết công an xã bên đó. Sau đó có mấy đứa anh em của chúng tôi lấy cái bom xăng ném chỗ sở ủy ban. Đột hết cái chỗ đập bên đó. Sau đó cả anh em tôi lên xe về để hỗ trợ chỗ nhóm của Amagru. Gần đường quốc lộ có một chiếc xe vận tải, có một người mà ông đó là không chịu nhường đường, là em lấy con dao em bị đâm 4 phát chết ở đó luôn. Có hai anh em chúng tôi đã lôi xác chỗ đông mường, sau đó anh em chúng tôi phải rút bên đó đi về hỗ trợ chỗ nhóm của Amagru. Sau đó có một xe tải lớn chạy ra tới chỗ chúng tôi. Nên chúng tôi nói cái tài xế đó phải dừng xe, cán đường này lại, tài xế lùi xe. Có một người đàn em của tôi lại bấm xăng, xe nó đốt luôn. Tôi thấy việc làm của tất cả anh em của chúng tôi quá sai. Nên tôi khuyên anh em, ai đang đi trốn phải ra đầu thú. Idia Khabua ở Buôn Khabua, xã Cư Phường, huyện Krông Bắc, tỉnh Đắk Lắk cũng là một trong số đối tượng manh động, tàn ác đã giết chết một người lái xe chở hàng đang đi trên đường. Đi chúng tôi mang súng AK-RCKC, súng hơi VPC, lựu đạn, rồi bom xăng vào dao, rồi chúng tôi đi đánh chiếm xã Ea Tiêu. Khi đến qua phòng công an đập kính rồi mở cửa, chúng tôi bắn một anh công an, một anh ra ngoài đánh trước rồi bắn cùng hai người đó chết hết luôn. Sau khi bắn mấy anh công an rồi đột phá phòng bên cạnh, đánh phá hết, đập cửa đột hết. Rồi khi về đến cổng xã Ea Tiêu thấy xe điện máy xanh, chúng tôi bắn luôn ông lái xe rồi chết luôn. Với sự vào cuộc quyết liệt, điều tra truy bắt, đấu tranh mạnh mẽ của lực lượng công an các cấp, đến nay những đối tượng hung hăng, manh động, tàn ác nhất cũng đã cúi đầu thú nhận toàn bộ hành vi tội ác của mình, chờ đợi các đối tượng làm một phiên tòa với những bản án nghiêm minh nhất. Đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Facebook về vụ việc gây mất an ninh trật tự tại tỉnh Đắk Lắk, một chủ tài khoản Facebook tại thành phố Hồ Chí Minh đã bị xử phạt 7.500.000 đồng. Tại cơ quan công an, chủ tài khoản Facebook có tên Dung Dinh khai nhận trong lúc truy cập mạng xã hội thấy nhiều người lan truyền thông tin về vụ việc tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk nên đã sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân đăng tải thông tin bịa đặt sai sự thật nhằm hướng dư luận vào việc tranh chấp đất đai giữa người dân với chính quyền địa phương. Công an thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Công an tỉnh Bạc Liêu vừa khởi tố bắt tạm giam 4 đối tượng gồm Lâm Hoài Nam, Võ Quang Đỉnh, Liên Thành và Lê Văn Nam để điều tra xử lý về hành vi giết người.
Trước đó vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2022, bốn đối tượng trên hẹn hai người khác đến giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, quá trình hòa giải không thành, Nam và Đỉnh dùng dao tự chế mang theo chém liên tiếp khiến hai người này bị thương tích nặng. Liên quan đến vụ án này, trước đó ngày 26 tháng 9 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng cầm đầu là Trần Thiên và khởi tố cho tại ngoại đối với hai đối tượng có liên quan là Lê Huỳnh Quốc Sang và Nguyễn Trường Giang. Sau nhiều ngày nghị án, vào sáng qua, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án vụ vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 1 Sienco 1. Theo đó, cựu Tổng Giám đốc Sienco 1 Cấn Hồng Lai bị phạt 7 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Sienco 1 Phạm Dũng bị phạt 6 năm tù. Cựu Kế toán trưởng Sienco 1 Lê Văn Long 4 năm tù. Cựu Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán và cựu trưởng phòng Kế hoạch thị trường Sienco 1 đều bị phạt 36 tháng tù. Ngoài ra còn có hai kiểm toán viên và thẩm định viên khác bị phạt 24 và 30 tháng tù. Bản án sơ thẩm nhận định việc truy tố các bị cáo là đúng pháp luật, không oan. Trong đó bị cáo Cấn Hồng Lai là người chịu trách nhiệm xuyên suốt quá trình cổ phần hóa, việc loại bỏ các khoản nợ làm giảm thiệt hại giá trị nhà nước khi cổ phần hóa. Về trách nhiệm dân sự, tòa án ghi nhận thỏa thuận thống nhất giữa các bên liên quan về việc bàn giao khoản nợ gần 185 tỷ đồng hoàn trả cho nhà nước, đồng thời tuyên tịch thu 65 tỷ đồng là tiền Sienco 1 đã thu hồi của 6 công ty để trừ vào khoản tiền gần 185 tỷ đồng nói trên. Sau hơn 2 tuần hoãn xử, chiều qua Tòa Nhân dân quận 1 TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Xuân Hương Trang, tức Trang Nemo, cùng 3 đồng phạm về tội gây rối trật tự công cộng. Theo hội đồng xét xử, trong vụ án này các bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo Trang, Khương và Quy có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Nam có nhân thân xấu chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này được xác định là tái phạm nguy hiểm. Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Nguyễn Xuân Hương Trang hẹn gặp My tại cửa hàng của mình ở phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. Quá trình gặp gỡ, nhiều người tại cửa hàng cùng tham gia đánh khanh là người đi cùng My. Toàn bộ sự việc được Trang livestream trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm người tập trung tới cửa hàng theo dõi diễn biến của vụ ẩu đả. Sự việc gây mất an ninh trật tự tại đoạn đường trước cửa hàng. Lực lượng công an phải đến giải tán đám đông, vãn hồi trật tự. Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân quận 1 tuyên 3 bị cáo gồm Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, mỗi bị cáo 9 tháng tù giam, riêng Phan Hoàng Nam bị tuyên phạt 1 năm tù giam. Quý vị vừa theo dõi bản tin 113 Online, tiếp sau đây sẽ là Sức khỏe 365 với những thông tin hữu ích về y tế.